Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Năm 26 tháng 8, quý vị đang đến với phần tin Headline News. Và sau đây là tóm tắt những bản tin quan trọng đã diễn ra trong ngày. Bản tin đầu tiên cho biết là Tòa Bạch Ốc đã ngắt âm thanh microphone trước khi Tổng thống Joe Biden trả lời phóng viên về câu hỏi Afghanistan. Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua thứ Tư 25 tháng 8. Cụ thể là vào ngày hôm qua, ông Biden đã có buổi họp tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về các vấn đề an ninh mạng. Khi kết thúc cuộc họp, ông Biden đã từ chối hầu hết các câu hỏi của phóng viên. Tuy nhiên, khi phóng viên Peter Alexander của NBC hỏi rằng nếu như người Hoa Kỳ vẫn ở Afghanistan sau thời hạn rút quân thì ngài sẽ làm gì? Ông Biden được cho là đã trả lời, thế nhưng âm thanh đã không được nghe thấy. Hiện chưa rõ liệu hành động này có phải là ngẫu nhiên hay được thực hiện có chủ đích. Dự báo có thể sắp xảy ra một cuộc tấn công liên quan đến chất nổ giữa đám đông người dân ở phi trường Kabul. Cảnh báo được đưa ra vào ngày hôm nay, thứ Năm 26 tháng 8, có liên quan đến các mối đe dọa có thể xảy ra từ chi nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Cảnh báo nhấn mạnh, rất nhiều công dân Hoa Kỳ có thể đang tập trung tại các cổng của phi trường Kabul nên rời đi ngay lập tức. Cảnh báo từ các đồng minh Âu Châu được đưa ra khi Hoa Kỳ đang phải vật lộn để sơ tán hàng ngàn người khỏi đất nước Afghanistan. Trong khi đó, các quốc gia khác thì thông báo họ đã kết thúc hoạt động sơ tán khỏi phi trường Kabul. Hiện tại thì phát ngôn viên của quân Taliban đã bác bỏ cảnh báo này. Cuộc chiến ở Afghanistan đã khiến cho Hoa Kỳ tổn thất nặng nề trong hơn hai thập kỷ qua. Sứ mệnh quân sự kéo dài gần 20 năm của Hoa Kỳ nhằm để định hình Afghanistan là một cuộc chiến tranh đối ngoại dài nhất của Hoa Kỳ khiến cho Hoa Kỳ phải tiêu tốn một số tiền lên đến gần 2,5 ngàn tỷ Mỹ Kim mà các thế hệ tương lai sẽ phải trả giá trong nhiều năm sắp tới. Quan trọng hơn, đã có 800.000 quân nhân Hoa Kỳ phải phục vụ tại Afghanistan kể từ tháng 10 năm 2001. Trong số này, hơn 6.000 người Hoa Kỳ đã chết. Hơn 20.000 quân nhân Hoa Kỳ đã bị thương trong chiến tranh và hơn 100.000 người Afghanistan bị thiệt mạng. Xin được nhắc lại, cuộc chiến ở Afghanistan bắt đầu sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 trong khuôn khổ của cuộc chiến chống khủng bố rộng lớn mà cựu Tổng thống George W. Bush khởi sự. Sau đó, bốn tổng thống của Hoa Kỳ đã chủ trì cuộc chiến này. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới ngày hôm qua loan báo sẽ ngưng viện trợ cho Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát Kabul. Mặc dù vậy, họ vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình để tìm cách hỗ trợ người dân của nước này. Ngân hàng Thế giới hiện có khoảng 20 dự án phát triển ở Afghanistan và từ năm 2002 cho đến nay đã tài trợ 5,3 tỷ Mỹ Kim. Về phía Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ngay từ hôm 18 tháng 8, IMF đã thông báo ngừng tài trợ cho Afghanistan, không chuyển giao số tiền đợt cuối là 105,6 triệu Mỹ Kim trong khuôn khổ một chương trình 370 triệu Mỹ Kim. 1,63 triệu liều vaccine Moderna đang bị tạm ngừng sử dụng ở Nhật Bản, thưa quý vị. Vào ngày hôm qua thứ Tư 25 tháng 8, Nhật Bản đã tạm ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng dược Moderna. Chỉ hơn một tuần sau khi nhà phân phối trong nước nhận được các báo cáo về chất bẩn có trong nhiều lọ vaccine. Hiện tại vẫn không có phát hiện thấy vấn đề nào liên quan đến an toàn hay hiệu quả của vaccine này. Việc tạm ngừng sử dụng chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, động thái này đã khiến cho một số công ty Nhật Bản phải hủy bỏ kế hoạch tiêm chủng cho người lao động vào hôm 25 tháng 8. Nhật Bản đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất do biến thể Delta, với số ca nhiễm mới hàng ngày vượt quá 25.000 ca. Nhật Bản và Đài Loan đối thoại song phương chống Trung Quốc bành trướng. Nhật Bản và Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc đối thoại an ninh song phương đầu tiên vào thứ Sáu 27 tháng 8 năm nay để tìm cách tăng cường mối quan hệ nhằm chống lại một Trung Quốc ngày càng thù địch. Phía Nhật Bản cho biết việc đối thoại chiều sâu là cần thiết vì tương lai của Đài Loan sẽ có tác động nghiêm trọng đến an ninh và kinh tế của nước này. Thưa quý vị, GDP của thế giới có thể mất 2.300 tỷ Mỹ Kim trong vòng 3 năm sắp tới do tiêm chủng chậm. Thông tin được loan đi hôm 25 tháng 8. Thiệt hại này chắc chắn sẽ xảy ra nếu như chiến dịch chủng ngừa COVID-19 không được tăng tốc và nếu vẫn còn tình trạng bất bình đẳng về vaccine. Điều đáng nói, 2/3 thiệt hại này sẽ rơi vào các nước đang phát triển, khiến cho sự nghèo đói và nguy cơ bất ổn xã hội gia tăng.
Ngoài ra, bất bình đẳng về nguồn vaccine cũng đang làm trì hoãn sự phục hồi kinh tế cho các nước nghèo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Headline News của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.